bây giờ và ngày mai sau nữa. Tôi biết sẽ về đâu. Thôi đây phút cuối, tôi lời này chúc phúc cho anh, mong anh cùng người muôn kiếp phù thế. Có trách giận đây, em vừa bảo các bác thợ quay hướng này để em đi, các bác ạ, em đi thử xem được bao nhiêu xa, bởi vì là quay cái hướng này là em không đi được, mắc con chạy cái mất cái ruộng đấy. Thì bây giờ các bác cùng nghe thử xem là cái lon này tép đi được bao xa nhá. Thực sự là đánh có một đôi thôi mà em không nghe được dùng sấp gì cả, có một đôi duy nhất này, coi như này đúng có một đôi duy nhất nè, mà nghe rõ âm bằng một luôn, bát tép nghe được cv luôn đấy. Rồi các bác, bây giờ em sẽ đi thử, rồi em sẽ mở lớn vào đi nhá. Thì cũng thế thôi, hay là có lẽ tôi không bằng người ta. Người nương xa đi cứ thế phụ tôi. Em rất là rõ các bác, ép ra thành tách luôn. Bằng này rất là rõ luôn, thực sự đi xa bác nhỉ. Đi xa là tính bắt chép và tăng rõ. Rõ bằng một luôn. Tương lai âm u đến tôi, yêu ai cũng lắm phũ phàng. Đến bây giờ đi đây, đi đây. Các bác nhìn cho em này, xa tiết mùi nhưng mà nghe rất rõ đúng không? Các bác nghe thấy rõ không? Bát tép vẫn lên đều nha, nghe vẫn rõ nha. Xa vẫn nghe rõ, rất là rõ luôn. Đấy, rất là xa luôn. Con này tép 750, con 750 các bác nha. Từ 18 nên nó rất là phóng, rất là xa. Và nghe cực phê. Loa xịn là phải đi xa này, các bác nghe vẫn rõ này, các bác nghe này. Em đứng đây rất là xa rồi. Các bác nghe cái này rõ không ạ? Rõ 1-1 đúng không? Bát tép vẫn đang rất là rõ luôn. Vẫn rất là nghe rõ luôn, nghe cực hay luôn đấy. Em đi tiếp tục các bác, tiếp tục em đi. Tiếp tục em đi. Lòng sao xin mỗi khi hoa phương rơi, nhắc lại câu chuyện. Nghe rất là rõ luôn. Một đôi loa này làm sự kiện cực phê, em khẳng định điều đó luôn. Một đôi này làm sự kiện cực phê, vẫn chơi được luôn. Nếu hậu trận em sấp, đấy. Còn về cái lời em thấy là đã đủ quá ngon lành rồi. Hiện tại là em đã đi tầm khoảng hơn nay, em hơn 50m rồi đấy. Hơn 50m rồi mà nghe rất là rõ. Tầm khoảng 70m rồi mà nghe tiếng rõ 1-1 luôn. Và phải nói là thằng VWM này nghe quá phê các bác. Tép nó quá phê luôn. Bát nó bây giờ, hiện tại bây giờ em đứng rất là xa. Em đứng ngoài cánh đồng không hề có một cái sấp gì hết, mà bắt nghe tiếng bát vẫn rang như rất là đầm nhá, rất là sâu luôn. Nghe bát cực kỳ hay đấy. Đứng rất là xa mà nghe bát vẫn rõ 1-1 luôn. Đa số chúng ta ở xa chỉ nghe tiếng tép thôi, tiếng bát không nghe đâu. Nhưng đôi loan này vẫn nghe tiếng bát bình thường. Đó mới là cái hay các bác ạ. Người em gái mến thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp quá xa luôn, nghe quá phê. Có những lần hoàng hôn
dùng một đôi loa thôi. Một đôi loa thôi mà nó xé toang cái cánh đồng này ra luôn các bác. Quá đã luôn đúng không? Ở xa ở gần đều nghe giống nhau luôn. Biết nỗi gì tình ta chốn chi phôi, khép tâm tư dành riêng bên một người. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn. Các bác thấy chất lượng không? Một đôi duy nhất nha, không hề dùng thêm bất cứ một cái thiết bị chợ nào hết, không hề có súp, không hề dùng hai đôi, một đôi duy nhất thôi. Một đôi duy nhất mà nó đánh cả không gian là không gian mở, không hề có sự gò bó, không hề có giới hạn các bác nha. Không gian này là không gian không giới hạn luôn. Mà một đôi duy nhất thực sự là nó đáp ứng được mọi nhu cầu các bác luôn. Kể cả phòng bay các bác chơi không cần quá nhiều loa cũng đã đủ đáp ứng các bác rồi. Dép 750 cực đá luôn, từ 18 dòng dép to nhất hiện tại bây giờ, một chiếc loa này cực kỳ nặng nhá. Cực kỳ nặng luôn. Tiếng bát của nó nghe rất đầy đủ. Thực sự là với một đôi loa này em nghĩ là không cần phải hỗ trợ thêm quá nhiều thứ nữa. Một đôi mà em thấy là bát tép đầy đủ hết. Các bác có thấy là mặc dù là em đi nó xa tít trên kia tầm khoảng hơn 70 mét, nhưng mà các bác nghe là tiếng bát ở trên đó vẫn nghe đầy đủ, vẫn nghe rõ luôn. Thực sự đó là một đôi loa phải nó tuyệt vời các bác. Rất là hay đúng không? Tuyệt vời luôn đấy, quá đẳng cấp luôn các bác. Không có bàn cãi gì với đôi loa này luôn đấy. Phải nói là tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy. Thì hiện tại đôi loa này nói thật các bác luôn là không phải là tôi chính là đến ngày hôm nay em đi đã được nửa lô, hơn nửa lô rồi. Và số lượng lô loa này em chỉ có hơn cả mình, anh là cả mic chưa? Nhổ cái mic ra, rất thích cả mình chưa? Đấy, ông thợ ông có nhổ cái dây mic ra hết cả mình các bác. Đấy, em này em dùng luôn cái bộ thợ tép nhạc các bác ạ, không hề dùng cái gì nhá. Đây này, dây này đấu này, đấu mấy lần này, đây, từng dây này. Đây, đấu nối này. Đây, đấu nối bác này, đấu nội kéo dài này, đấy, chạy vào đây. Đây là cái bộ mà em đang test đây. Đấy, đang test này vẫn dùng cái bộ bình thường thôi. Vẫn dùng cái bộ mọi lần mọi mình hay test. Đây là mắt này. Hết, đấy, lên này. Đấy, thì bác thợ bác đang soạn mic, cho nên bác cắm cái mic thì hơi giật mình. Em giật nãy cả người các bác. Đấy, thì những bác nào hiện tại bây giờ mà đang có nhu cầu những đôi loa hàng chất như những đôi loa của VWM này. Thực sự với thương hiệu của VWM và của Maygo, thực sự mọi người đã biết rồi, chất lượng của nó cực kỳ tốt và nó rất là hay, bền nữa. Với đôi loa này thực sự với trọng lượng một chiếc loa này nặng tới 35 kg, gần tới 35 kg, thực sự là một đôi loa hiện tại bây giờ nó là đôi loa nặng nhất trên thị trường. Nếu nói về full 30 đấy, nó còn nặng hơn cả một cái đôi full 40 final hôm bao giờ của em luôn. Dã man thật, quá dã man, hơi bất ngờ đúng không các bác? Quá đẳng cấp đúng không? Đây, hiện tại bên em đang vệ sinh đây. Đấy, đang vệ sinh đây, bắt đầu cắt các bác. Thì những bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay bên em các bác nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau ạ. Mọi người hãy đánh giá xem đôi loa này có đặt chất lượng ok hay không, đủ cho các bác chơi chưa ạ. Mọi người hãy để comment ở phía dưới các bác nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại.